Từng lên truyền hình tố bị chồng cũ đánh đập, Lê Giang bất ngờ đụng mặt Duy Phương tại sinh nhật con trai. Mối quan hệ của Lê Giang và chồng cũ càng trở nên xa cách sau khi nữ diễn viên tham gia chương trình Xóa Ánh Hào Quang. Dù vậy, cả Lê Giang và Duy Phương vẫn vui vẻ đến chúc mừng sinh nhật con trai. Sau khi chương trình Xóa Ánh Hào Quang lên sóng, tập khách mời là Lê Giang kể về việc từng bị chồng cũ là nghệ sĩ Duy Phương đánh đã khiến cho cuộc sống của gia đình hai nghệ sĩ này xáo trộn. Không lâu sau đó, nghệ sĩ Duy Phương đã khởi kiện đài truyền hình HTV và nhà sản xuất chương trình Xóa Ánh Hào Quang vì phát sóng những thông tin sai lệch một chiều mà không xác minh thật hư. Thậm chí nghệ sĩ Duy Phương từng tuyên bố với hai con là Duy Phước Lê Lộc rằng ông sẽ chết nếu mọi chuyện không được giải quyết rõ ràng. Dù không đồng tình với phát ngôn của vợ cũ, nhưng mới đây khi con trai là Duy Phước tổ chức sinh nhật, nghệ sĩ Duy Phương đã có mặt. Lê Giang anh diện khá gợi cảm đến chúc mừng sinh nhật con trai. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ không chụp hình chung. Con trai Lê Giang và Duy Phương tổ chức sinh nhật hoành tráng. Lê Giang và Duy Phương có mặt trong nhật sinh nhật của con trai nhưng không chụp ảnh chung. Ngoài bố mẹ, vợ và người thân thì sinh nhật của diễn viên Duy Phước còn có sự tham gia của nhiều sao Việt như Kim Tử Long, Bảo Chung, Kinh Quốc, Mạc Văn Khoa, Phạm Văn Mách, Khánh Đơn và Gia Bảo. Lê Giang ăn mặc gợi cảm khi đến mừng sinh nhật con trai, nghệ sĩ Kim Tử Long, ca sĩ Khánh Đơn, diễn viên Kinh Quốc chụp ảnh cùng Duy Phước. Phạm Văn Mách, Lâm Chứng Khang, Mạc Văn Khoa và Phạm Văn Mách cùng chụp hình cùng Duy Phước. Danh hài Bảo Chung, diễn viên hài Gia Bảo cũng đến chúc mừng Duy Phước.